Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em yêu audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video test về con DAC Luitman DA200. Con này máy gồm có sách, dây nguồn GPA 10.000, sách và dây nguồn đi theo đầu. Con này được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản vào năm 2014. Đây. Và bây giờ sẽ quay trực tiếp góc cạnh của máy cho các bác xem. Trước tiên là đây, nâng niếc rất đẹp luôn, máy móc rất đẹp, không có một vết nào luôn. Này bên vết bẩn này, đấy, em lau cái sạch luôn này. Đấy, nâng này, này vết nâng đây. Mặt sau của nó đây. Con này có hai đường analog vào này. Một đường AV ra, analog ra này. Một đường ba năng ra này. Đây là đường kết nối máy tính này. Đường cổng coaxial này. Và đường quang. Còn đây là đường coaxial ra và đường quang ra. Đây. Đây là dây nguồn GPA 10.000. Đây. Dây nguồn GPA 10.000. Con này sản xuất 2014 trực tiếp tại Nhật Bản. Một trong những thương hiệu nổi đình nổi đám. Và con này có size chiều ngang là size 36. Chiều ngang với chiều rộng đấy, là size 36. Chiều cao chắc được tầm 10 cm và chiều sâu chắc tầm 20. 20 đến 25 gì đấy. Và bây giờ em sẽ test. Em sẽ bật nguồn này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test phần đấy. Đường quang. Và con này cái hay là volume này chỉnh được volume nhé. Đây là em đã gạt công tắc đằng sau. Đây, công tắc đằng sau. Đấy. Em xoay nhỏ hết cỡ này. Tắt luôn này. Xoay to lên này. Bây giờ sẽ test chức năng USB kết nối laptop. Đây, em sẽ quay vào laptop này. Đây. Em vào phần sân này. Đã nhận driver của Luitman DA200. Bây giờ em sẽ bật trực tiếp này. Play. Bye.
Tất cả những gì chức năng em đã test trên con đầu Leadman DAC200, DA200. Và em xin kính chào toàn thể các bác. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0966723489. Địa chỉ xem hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc. Xin kính chào các bác. Và hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau.